Trong biển người mênh mông vô tận, có thể gặp một người chính là nhân duyên. Nên khi quyết định gắn kết thì đừng tùy tiện buông tay, đừng vì chút cám dỗ bên ngoài mà thay lòng đổi dạ. Người tốt trên thế gian đếm không bao giờ hết, một khi đã chọn bạn đồng hành thì phải có thủy có chung, có tình có nghĩa. Dù đó chưa phải là người tốt nhất, thậm chí còn không là đối tượng phù hợp nhất. Chúng ta đều biết, trên đời này không có ai là hợp nhau hoàn toàn, cũng không có mối quan hệ nào tự nhiên sinh ra liền trở nên bền vững. Tất cả đều phải từng bước xây dựng, qua quá trình nâng đỡ, sẽ chia và trân trọng giữ gìn. Khuyết điểm có thể sửa đổi, tính cách có thể dung hòa, nhưng cơ hội một khi qua rồi thì không bao giờ quay lại được. Bạn có từng thắc mắc, sau giai đoạn cảm xúc dâng trào, sao người ta có thể cùng nhau đi hết những tháng ngày bình lặng, cho đến cuối cuộc đời? Ngoài thói quen, tình nghĩa sâu nặng, còn phải có sự quan tâm qua lại, không chê trách, không bỏ không rời của đôi bên. Có những mối tình, dù không thể đi đến cuối con đường, cũng không trách ai được, vì sự tốt đẹp đôi khi không nằm ở kết cục mà được thể hiện trong mỗi chặng hành trình. Đã từng yêu thương, từng sống hết lòng cũng đã là hạnh phúc. Thông thường, con người ta không phải vì cô đơn mới cần đến tình yêu, mà bởi trót yêu ai đó nên mới thấy cô đơn. Khi mối quan tâm lớn hơn bình thường, sẽ trở thành vướng bận. Bạn từ một người không chịu nói nhớ thương, nay bắt đầu thấy dấn dương một bóng hình. Tôi vốn không quen sống dựa dẫm, nay lại như không thể tách rời với ai đó. Đây là tình yêu, sự thừa nhận, cũng là trách nhiệm khi đồng ý gắn kết với một cuộc đời khác. Vậy mới nói việc gặp và yêu thương một người là không hề dễ dàng. Giữ trọn sự chung thủy với người mình yêu lại càng quý giá hơn. Nếu gặp rồi, mong đôi bên biết trân trọng giữ gìn. Đã chọn nhau, dù giá nào cũng kiên trì cố gắng. Đừng kén cá chọn canh, đừng đua đòi mới mẻ. Muốn mới, hãy làm mới từ chính bên trong mình, từ mối quan hệ của mình, bên những người thân thuộc với mình. Radio Đạo và Đời xin chúc bạn cùng gia đình thật nhiều sức khỏe.